Chào các bạn, trong clip này chúng ta sẽ học về collection trong .NET. Trước đây chúng ta cũng có học một dạng dữ liệu tương tự với collection, đó là array. Tuy nhiên array không cho phép chúng ta thay đổi số lượng phần tử có trong trong array. Nếu các bạn muốn thêm hoặc các bạn muốn bớt các phần tử trong trong một array thì các bạn buộc phải tạo ra một array mới rồi copy dữ liệu sang. Các kiểu dữ liệu collection thì nó cho phép các bạn có thể thêm bớt số lượng tùy ý các phần tử bên trong. Và khi các bạn thêm các phần tử vào thì nếu cần nó sẽ tự động tăng giảm, nó tự động quản lý bộ nhớ cho các bạn. Ngoài ra các bạn có thể truy cập vào các phần tử bên trong thông qua index hoặc là thông qua key. Thay vì trong array thì các bạn luôn luôn phải truy cập vào thông qua index. Các bạn có thể tìm tài liệu về collection trong bộ tài liệu docs của Microsoft. Ngoài các kiểu collection thông thường thì các bạn còn có thể thấy thêm ở đây nó giới thiệu thêm các collection dạng generic. Thực ra thì trong thực tế hiện tại thì có thể là chúng ta sẽ dùng các cái kiểu dữ liệu và collection generic nhiều hơn các kiểu collection thông thường. Các kiểu dữ liệu collection generic nó cho phép chúng ta chỉ định ra cái kiểu dữ liệu cụ thể cho các thành phần chứa bên trong. Trong đa số trường hợp thì các bạn luôn có nhu cầu chỉ chứa một kiểu dữ liệu cụ thể nào đó trong một collection. Ví dụ trong một list thì các bạn chỉ dùng một duy nhất một kiểu dữ liệu nào đó bên trong đó mà thôi. Thì khi đó các bạn có thể dùng các collection kiểu generic để các bạn áp đặt các kiểu dữ liệu cho các phần tử bên trong đó. Thứ ba là concurrent. Trong đó nó sẽ chứa các collection cho phép các bạn có thể làm việc đồng thời từ nhiều thread, tức là các collection dạng thread safe. Và các collection kiểu immutable cho phép các bạn tạo ra các collection mà dữ liệu bên trong không thể thay đổi được. Một số đặc tính chung của các collection. Thứ nhất là nó cho phép các bạn có thể duyệt qua các phần tử bên trong. Các bạn có thể duyệt qua bằng cách các bạn dùng một vòng lặp, rồi các bạn dùng biến đếm, rồi các bạn truy cập vào từng phần tử. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng cấu trúc for each. Đây là một cái cấu trúc chúng ta dùng rất là nhiều trong khi chúng ta duyệt qua các collection. Bởi vì cái for each nó cho phép chúng ta có thể truy cập vào các phần tử bên trong đó mà không sợ bị chúng ta không sợ bị truy cập vào những cái không cần phải quan tâm đến cái chỉ số. Thứ nữa là chúng ta có thể dùng link queue. Link queue là một cái ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, một cái ngôn ngữ để chúng ta lấy dữ liệu ra từ các collection. Nó hơi dài cho nên mình sẽ đưa nó vào một cái clip riêng. Các bạn có thể nó còn cho phép các bạn có thể copy cái collection đó vào trong một cái array. Hoặc là các bạn, nếu khi các bạn làm việc với các collection thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều cái hàm bên trong để các bạn thao tác trên đó. Để lấy số phần tử thì các bạn có thể dùng cái thuộc tính count và các bạn cũng có thể dùng thuộc tính sparsity để các bạn xem thử nó có khả năng chứa của nó là bao nhiêu. Thì thông thường các kiểu dữ liệu bên trong các kiểu dữ liệu collection nó sẽ cho phép các bạn thay đổi cái sparsity này. Nó sẽ tự động thêm bớt bộ nhớ phù hợp với điều kiện hiện tại. Nên các bạn ít khi phải lo cái đó. Tất nhiên, nếu chúng ta làm việc với các khối dữ liệu rất lớn thì chúng ta sẽ phải có nhiều phương án khác. Các kiểu collection nó còn chia ra làm nhiều loại con. Ví dụ như các bạn có thể, nếu các bạn muốn truy cập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu bên trong các collection dựa trên key và value, thì các bạn sẽ dùng các kiểu dictionary.
Và các bạn cũng có thể dùng list. List là một collection với dữ liệu chứa bên trong dựa trên các array, tức là nội bộ bên trong nó sử dụng các array. Cho nên nếu các bạn dùng một collection và các bạn muốn truy cập dữ liệu bên trong nó thông qua index thì cái kiểu dữ liệu phù hợp nhất là list hoặc queue hoặc stack, hoặc nếu như cũng là một list nhưng nếu thao tác chủ yếu trên đó là duyệt qua từng phần tử liên tiếp thì các bạn cũng có thể dùng một cái linked list. Ngoài ra còn một số các kiểu dữ liệu khác nâng cao hơn, các bạn có thể bấm vào để các bạn đọc xem. Bây giờ chúng ta sẽ thử viết một chương trình sử dụng list new project console. Các bạn đừng có cảm thấy chán vì chúng ta cứ viết đi viết lại cái loại ứng dụng này mà chúng ta không nâng cao hơn, bởi vì các loại ứng dụng khác thì về bản chất nó cũng chỉ là một ứng dụng console thôi, chẳng qua là nó gọi thêm các cái hàm API của .NET để nó tạo ra các thành phần khác, ví dụ như là các cái cửa sổ, hoặc là với các ứng dụng web thì bản chất nó cũng chỉ là một ứng dụng console thôi, chẳng qua là nó tương tác với cái host bên dưới để nó và nó có một cái môi trường nhập xuất, cái môi trường thực thi khác một chút thôi. Khi các bạn đã thành thạo tất cả các khái niệm bên trong .NET dựa trên ứng dụng console thì các bạn sẽ chuyển qua sang các ứng dụng khác rất nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ viết một chương trình để nhập vào một danh sách, rồi các cái string, rồi chúng ta sắp xếp, rồi chúng ta in ra. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng hàm read string. Sau khi bây giờ mình có một cái list đi, new list string, read string, list print list, sort list, rồi chúng ta lại print. Mình hay viết code theo cái kiểu gọi trước, mình hay viết code theo kiểu gọi trước rồi mới viết function sau như thế này. Bởi vì khi các bạn viết cái lời gọi như thế này thì các bạn sẽ tập trung hoàn toàn vào cái việc sử dụng cái tính năng đó, các bạn sẽ không bị vướng bận tới, các bạn không không cần phải suy nghĩ là nên làm nó như thế nào. Print sort. Bây giờ chúng ta tạm thời bỏ qua cái sắp xếp đi, chúng ta sẽ viết tiếp sau. Bây giờ chúng ta sẽ in cái này ra. Chúng ta có thể dùng for each, rồi chúng ta in nó ra. Ở đây thì chúng ta không cần gọi cái to string này thì nó tự nó sinh ra thôi, chúng ta không cần gọi bởi vì chúng ta thừa biết rằng đây là một cái list các string, cho nên cái thành phần bên trong đó nó cũng phải là một cái string. Chúng ta read thì chúng ta sẽ read cho đến khi nào gặp một dòng trống. While do string s bằng while rộng. Ở đây nó nói rằng cái hàm readline này nó có thể trả về một string, cái string chấm hỏi, có nghĩa là string đó nó có thể bị null, cho nên là cho nên chúng ta khai báo string chấm hỏi luôn. Ở đây chúng ta sẽ viết là string chấm is
nếu là null hoặc là dòng hoặc là chuỗi rỗng thì nó sẽ trả về true. Chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi chúng ta gặp chuỗi rỗng. Ở đây chúng ta cũng sẽ nói ra if thì chúng ta sẽ thêm nó vào trong list not sorry. Thì chúng ta sẽ chạy thử. Ở đây nó chỉ vừa mới in ra một lần. Nó chỉ vừa mới nhập vào một lần. Rồi nó in ra. Rồi nó thoát luôn. Tại sao? Đáng lẽ read string. Do. No. Lặp lại trong khi cái này. Khác. Sorry. Nếu là chuỗi rỗng thì chúng ta mới kết thúc. Chuỗi rỗng kết thúc. Vì chúng ta gọi hàm print hai lần cho nên là nó sẽ in ra hai lần. Bây giờ chúng ta sẽ viết tiếp hàm sắp xếp for i. For C chấm cut if chấm y mà lại lớn hơn C. I'm sorry. Thì chúng ta listen y ở đây chúng ta sẽ so sánh, dùng phép so sánh chuỗi compare to cái này compare to này nó sẽ trả về. Nếu như chuỗi đây lớn hơn không, nếu bằng không tức là hai chuỗi bằng nhau, âm một tức là chuỗi này nhỏ hơn, lớn hơn không tức là một thì chuỗi này lớn hơn. Mình cứ tạm thời vậy đi, lát nữa sai thì mình sửa lại là được. Chúng ta sẽ swap nó lại. Là s s thì bằng list.y bằng list.z. Rồi, bây giờ chúng ta chạy thử nha. Chúng ta nhập số và nhìn cho nó dễ. Tuy nhiên là ở đây là phép so sánh số. Tuy chúng ta nhập số nhưng nó vẫn là phép so sánh chuỗi cho nên là nhìn nếu nếu nó sẽ chỉ đúng khi cái chuỗi cái độ dài khác bằng nhau thôi. Đây chúng ta nhìn đây 1 2 3 4 5 6, đây là 6 cái chuỗi đầu tiên, sau đó nó sắp xếp lại thì sắp xếp chưa. Đây nhìn nó hơi kỳ lạ. Okay, tạm thời vậy đi. Các bạn khi các bạn viết thì các bạn sửa lại cái hàm sắp xếp này. Ở đây mình chỉ demo phần collection thôi. Bây giờ với cái chương trình này thì các bạn sẽ thấy rằng có một vấn đề, đó là mỗi khi chúng ta chạy test thì chúng ta lại phải ngồi nhập. Bây giờ mình thử đi. Đây các bạn, nó sắp xếp không đúng lắm. Mỗi lần các bạn chạy như thế này thì các bạn lại phải ngồi nhập thì nó rất mất công. Cho nên các bạn có thể dùng một cái mẹo, đó là các bạn dùng các cái input và output
standard output input, tạo một cái file text và chúng ta sẽ đưa dữ liệu test vào đó. Input C, ví dụ như vậy. Và chúng ta đặt nó là copy always hoặc là if newer, để khi các bạn dịch cái file txt này, nó sẽ được copy vào trong cái thư mục biên dịch luôn, là thư mục này. Bây giờ chúng ta dịch thử, bạn sẽ thấy cái file đó nó chạy ra đây. Đây chính là cái file chúng ta cần. Chúng ta có thể chạy thử bằng cách, nếu chúng ta chỉ chạy là thì chúng ta sẽ phải nhập như bình thường. Sorry. Khoảng trống. Nếu chúng ta muốn dùng dữ liệu trong cái file đó, chúng ta có thể dùng cái dấu định hướng cái input từ cái file này vào trong app của chúng ta, thay vì chúng ta dùng bàn phím. Các bạn sẽ thấy nó in ra. Ở đây có một cái vấn đề là chúng ta nhìn thấy thêm hai cái ký tự đặc biệt ở đây. Hai ký tự đặc biệt ở đây, ở ngay đầu đầu dòng đầu tiên luôn. Đó là vì cái file này, nếu các bạn nhìn thấy tương tự thì đó là do cái file này chúng ta đã lưu nó lại với dạng UTF-8 và có thêm signature ở đầu file. Đó, nó là hai cái bài đặc biệt để khi người ta quy định là nếu có hai file ở đó ở đầu file thì đó sẽ là một cái file UTF-8. Chúng ta vẫn có thể dùng UTF-8 nhưng chúng ta đừng có dùng cái ký tự đặc biệt đó. Ok, lưu lại. Rồi, bây giờ chúng ta chạy lại, view lại, dịch lại. Chúng ta chạy sẽ thấy cái ký tự đó nó biến mất vì nó là ký tự đặc biệt, cho nên khi các bạn mở file ra các bạn không nhìn thấy. Tuy nhiên khi nó lưu lại thì nó sẽ vẫn lưu ở trên, nó sẽ vẫn lưu ở trên file. Bây giờ cái dữ liệu đó đã biến mất rồi. Trong cái file này chúng ta có 6 dòng, 7 dòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuy nhiên là nội dung thì các bạn nó không đúng lắm. Thử mình nhìn lại cái coi xem tại sao nó không đúng. Sẽ lấy từ đầu cho đến cái cuối, từ cái này cho đến cái này, compare to, nó nhìn lại từ compare to này. Nó là do cái cách so sánh của cái này thôi. Các bạn tự sửa nha. Ở đây thì chúng ta, các bạn sẽ thấy, các bạn đã thấy chúng ta có thể dùng các file để chúng ta đưa chúng ta định hướng lại cái đầu vào và đầu ra. Nếu các bạn muốn đưa một cái dữ liệu từ trong file này, từ cái đưa cái kết xuất của cái file này vào trong một cái file khác, thì các bạn cũng có thể dùng dấu kết xuất. Các bạn sẽ không thấy nó in ra màn hình nữa. Và các bạn nhìn thấy một cái file output ở đây. Đây, đây chính là cái mà đáng lẽ là sẽ hiện ra màn hình.
Chúng ta sửa thêm một chút nhìn cho nó rõ ràng hơn. Đây chúng ta sắp xếp xong thì chúng ta cho nó không thì cho vào đây. Print cho nó một cái xuống dòng nhìn cho nó cách biệt ra cho nó dễ. In trên màn hình luôn, nhìn cho nó đây là dữ liệu chúng ta nhập vào đây là dữ liệu chúng ta nhập vào nhưng chưa sắp xếp, đây là dữ liệu chúng ta nhập vào nhưng đã sắp xếp, nhưng mà cái này thì đúng là sắp xếp sai thôi. Chúng ta sẽ kiểm tra lại một chút, mình định để cho các bạn làm nhưng mà nhìn nó khó chịu quá. Y bằng 0. Đây. Nếu từ 0, 1. Đây. Nó sẽ phải Y 1 thì mới đúng. Bởi vì chúng ta sẽ kiểm tra từ cái phần tử kế tiếp đằng sau phần tử chúng ta vừa. Chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra các phần tử phía sau phần tử chúng ta đang xét đến. Cho nên ở đây chúng ta phải là y cộng 1. Dịch lại. View solution. Vào lại thư mục. Đấy mình đóng rồi ha. Mình vào đây. CMD. Rồi mình chạy lại. Input. Đúng chưa? A, B, C, D, A, B, M, Z. Rồi đó, đúng rồi đó. Giờ chúng ta thử cho nó đi ra. Output.txt. Giờ chúng ta xem cái file output này nó đã được cập nhật chưa. Đây, nó đã được cập nhật rồi. Như vậy thì bằng cách dùng các cái file bằng cách redirect các cái input và output như thế này, các bạn có thể viết các cái script để các bạn test tự động được. Các bạn không thể nào test một cái chương trình bằng cách ngồi gõ 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 từng cái ký tự vào trong màn hình console được. Mình sẽ có những cái clip sau này, mình sẽ có những clip nói về việc viết ra các cái unit test hoặc là việc test tự động như thế nào đó. Giúp cho cái việc chạy chương trình, test, rồi deploy đơn giản hơn. Clip này đến đây là hết. Các bạn có thể về, các bạn có thể tự viết lại một chương trình nào đó, tạo sử dụng các cái dạng collection khác, ví dụ như dictionary, hoặc là các bạn thử dùng linked list, rồi với lại list. Và các bạn có thể thử so sánh, ví dụ như hiệu năng khi chúng ta duyệt qua 10.000 phần tử với list thì nó khác gì so với linked list, ví dụ như vậy ha. Các bạn phải mò nhiều, đọc tài liệu nhiều thì các bạn dần dần sẽ rành thôi. Clip này đến đây là hết, hy vọng là chúng ta sẽ có sớm các clip tiếp theo. Chào các bạn.